Gallagher em ơi. Nhanh không? Nhanh. À, sai. Con. Con thấy cái đó làm sao? Cái thiết kế đó làm sao? Con nhìn giống như là phim Sico. Phim gì? À, sitcom hả? Lên tiếng các bạn mở mic các bạn lên tiếng các bạn. Thầy ơi. Ơi. Thầy xóa quy mô chú em với thầy. Đọc tên đi em. Quiz 1 đúng không? Dạ, Phạm Quang Nam thầy. Phạm Quang Nam, quiz 1 đúng không Nam? Dạ dạ. Phạm Quang Nam, rồi. Các bạn nào nữa không ạ? Thầy ơi, cái quiz 2 em làm lại không được. Hả? Quiz 2 em làm lại không được ấy. Tên gì? Vũ Bá Lâm thầy. Bá Lâm. Quiz 2. Rồi thử lại đi Lâm. Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng. Minh Kha ơi, cái gì Minh Kha ơi? Thầy ơi, cái quiz 3 mở chưa thầy? Hả? Cái quiz 3 mở chưa vậy thầy? Quiz 3 hả? Dạ. Có rồi mà. Em vào nó vẫn khóa vậy. Em F5 lại thử coi, em còn cho nó F5 lại thử coi. Em out ra vào đã 2 lần rồi thầy ạ. Mẹ tôi thấy giờ mở rồi mà, tôi thấy mở ok mà. Kỳ ra nó của em là nó vẫn hiện bát thầy ạ.
Hiển gì? Có cái bát ở dưới ấy, nó kêu mở vào tháng 12. À, có cái bát đó hả? Ủa đâu có thấy bát đâu ta, tắt bát rồi mà. Em xem màn hình cho thầy xem. Ừ, sao kỳ á. Thấy chưa thầy? Em vào. Thấy thấy thấy. Sợ pin nhìn cha cái từ. Ủa, sao giờ nó hiện rồi? Này, em cảm ơn thầy ạ. Nó hiện rồi thầy ơi. Tôi không tin ổng luôn. Nó sợ thầy sao? Tôi không tin ổng luôn ông ơi. Vừa, ai biểu làm lợi làm chi 8 điểm mà đặt làm lợi. Đừng có dạy nghe trời ơi, trên 5 điểm là mừng rồi, đừng làm lợi trời ơi. Rồi giờ làm lợi một lần nữa đi. Nó lấy lần sau, nó lấy điểm lần sau các bạn ơi. Vì nó lấy điểm lần sau. Hello Lan. Thầy ơi, xóa giùm em bài 1 với ạ. Sao nãy giờ mới làm bài 1 vậy? Hôm bữa em nghỉ mà không ai nhắc gì em không biết ạ. Rồi nãy giờ người ta xóa sụm chân sống lạ lên. Mới vô hả? Dạ. Các bạn dạ, ơi, các bạn làm xong quiz, các bạn nhớ là mình lít vô cái phần là kết thúc. Kết thúc bài học giùm nha. Nó có cái phần kết thúc nút xanh xanh bên trái phía bên trên á. Ngay chân cái chỗ bài quỳ luôn á. Ủa chưa, trời chưa điểm danh gì chân anh em. Cái điện thoại đẳng này. Không biết luôn chứ không còn xa lạ gì. Mà mấy đứa tin nó sẽ nghe bài đó, hiểu không? Nhìn già. Ủa, thầy ơi. Ơi. Cái này làm chừng nào đủ điểm thôi hả thầy? Cái quỷ này. Em không làm cũng được em. Em không làm cũng được. Chứ không nhất thiết đợi đủ điểm. Mình thấy mình làm được được rồi thôi, trên 5 điểm là được rồi. Làm tới làm luôn chi cho nó điểm thấp. Có ai dẫn lên tiếng ha. Có ô dè nữa hả? Hồi nãy giờ có điểm danh chưa thầy? Đang điểm danh nè. Bữa nay tôi điểm danh, tôi nhìn mặt tôi điểm danh, tôi không thấy mặt ai, tôi không điểm. Ở kìa thầy. Ở kìa cái gì mà ở kìa. Học hành mà không show cái mặt lên, ai biết ai đang online. Võ Thành Đạt fail luôn rồi đúng không ta? Các bạn thân mến, Võ Thành Đạt là fail đúng không? Nghỉ học luôn rồi thầy ơi.
Bạn Ý Duyên bữa nay đâu rồi? Không thấy gì ta? Bạn Duyên bạn mới lên Sài Gòn thầy. Bạn nó dọn nhà tại vì nhà bạn nó mốc quá nên bạn phải dọn trưa vào học. Ý Duyên cho dán bữa nè. Ông Hoàng Minh Duy. Ủa nó cà đó hả? Thế ơi, bạn Minh Khang vừa bị cúp điện thầy. Sao em? Bạn Minh Khang vừa bị cúp điện. Khang bị cúp điện hả? Dạ, Minh Khang. Hữu Sang hả? Tội nhỏ gì cha. Trần Gia Huy. Bạn Minh Kha. Minh Kha nó mới thì mà. Trần Gia Huy, Trần Nhật Huy, Vũ Nhật Huy, Trần Minh Kha, Bá Lâm, Nhật Lan, Bích Linh. Văn Bích Linh là bà phê môn luôn rồi nè. Đúng không? Văn Bích Linh có không à? No, 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 no. Nguyễn Văn Vương. Hello, Nguyễn Văn Vương đâu ạ? Nguyễn Văn Quân. Không thể tính được à, dùng từ sai. Văn Bích Linh, Nguyễn Văn Quân,
Ái Quân ơi, em quậy dữ vậy Ái Quân? Em quậy cái quỳ một của tôi dữ vậy Ái Quân? Em làm sao mà em quậy dữ vậy Quân? Quậy gì vừa thôi không? Ông quậy vậy đâu mà một buổi ông làm 800 lần vậy? Trịnh Ái Quân. Các bạn nhớ nhấn nút kết thúc nha, nhớ nhấn nút kết thúc nha. Tôi thấy đa số các bạn quên nhấn không đó. Em chào thầy ạ, em vừa bị mất điện ạ. Vâng, chào em. Em đã may mắn khi có điện lại ha. Sướng dữ gì ta. Em làm 3 lần em toàn quên ấn nút kết thúc thầy ạ. Ở đấy, đa số, tôi thấy đa số các bạn quên nhấn nút kết thúc. Ừ. Ủa, thầy ơi, trường làm được. Nếu làm xong làm riêng. Thầy ơi, quên ấn nước kết thúc thì nó có lưu bài không thầy? Có lưu hết em, nó lưu điểm hết á. Dạ, em cảm ơn. Nhưng mà nó có ghi chú thêm là bạn này chưa nhấn nút kết thúc. Cái sao không thầy? Cho nên tôi nhìn tôi biết không sao chứ em ơi. Dạ. Ừ. Hệ thống nó lưu điểm rồi thôi. Em đang làm quỳ ba nhưng mà nó bị cúp điện. Vào lại quỳ ba bị cúp điện thì mình phải làm lại. Nhưng mà em vô làm lại được chưa? Bây giờ nó em lại vô. Hiện bát đó thầy ơi. Không có đâu. Em năm lại đi em ơi. Không có vụ đó đâu. Em phải xem hình cho thầy để cho nó sợ quá. Nó, tại nó nhớ cái kết cũ của em á. Em cộng cho em năm lại. Thầy ơi, cái quỳ 2 của em được làm lại, được làm có một lần thôi hả thầy? Làm sao tôi biết được em? Sao làm em không sao thấy mà? Sao em không thấy cái nút làm lại hả thầy? Chắc em hết giờ á. Thôi chị hết ơi, làm lấy vài điểm được rồi, lấy chi 10 điểm cao quá. Lấy chi 10 điểm em không biết nè. Vừa vừa thôi mấy đứa ơi.
Thầy ơi, thầy xóa hộ em cái quỳ hai với ạ. Để thầy vô quên xóa. Ồn ghê á, giống như là mới tan học vậy. Chốt nghe, chốt quỳ nhanh nha. Triển khai kỹ lại assignment nè, triển khai lab 3 nè. Còn nhiều việc để làm cuối tuần nè. Thôi em hãy đi về. Buồn quá. Alo thầy ơi. Ơi nghe. Cho em xin phép em ra trước chút xíu, em đi ra xã làm mấy cái công việc xíu thầy. Bye bye. Dạ. Chúc vui vẻ. Dạ. Gì vậy? Nói nhiều quá mà buồn ngủ lắm. Mấy cái đó nó tụi nó biết hết trơn hả? Hãy
Dạ thầy ơi. Hello. Thầy xóa giùm em Quý Khai với thầy. Em Phạm Hoàng Minh Duy ạ. Tên gì em ơi? Dạ Phạm Hoàng Minh Duy ạ. Phạm Hoàng Minh Duy rồi. Rồi con Hưng rớt môn. Rớt môn chắc luôn nha, rớt môn chắc luôn. Tôi mà tôi dạy như vậy, tôi hướng dẫn như vậy mà các bạn không làm được là các bạn rớt môn chắc luôn. Đừng có ngồi đó mà tụng kinh nha. Ngọc Hân, Nguyễn Dương Ngọc Hân, em được ghim, em được ghim nha Hân nha. Phát ngôn xàm, xàm ngôn. Nguyễn Dương Ngọc Hân lên thớt. Em chuẩn bị talk show trực tiếp tôi với ba với em. Lên đào tạo, lên phòng đào tạo talk show nè. Em vô mánh rồi, Nguyễn Dương Ngọc Hân ơi. Em chuẩn bị nhận một cái email, một tin nhắn mà một cuộc điện thoại. Mời em lên phòng đào tạo làm việc. Em tới công chuyện với tôi rồi. Em chết với tôi rồi Hân ơi. Cuộc sống em thua. Bạn ơi, bao giờ mình làm quỳ xong đây? Bạn ơi, bao giờ mình làm quỳ xong đây? Rồi các bạn nào làm xong quỳ thì download cái lớp 3 về nè. Để đó đi, một lát tôi sẽ nói nha. Còn bây giờ thì nói về một tí xíu về cái assignment. Thì assignment mới nãy tôi đã share trên cái group rồi nha. Các bạn thấy trên group có share một cái đường link. Mình click vô đường link đó đi các bạn. Rồi bắt đầu tôi giải thích từ từ, các bạn sẽ hiểu mình sẽ làm cái gì nha. Mình nói chuyện trực tiếp với nhau cho dễ hiểu. Coi file có thể là hiểu đó, nhưng mà sợ hiểu sai. Bây giờ mình nói chuyện trực tiếp để có bằng chứng là mình hiểu đúng.
Bạn nào mới vô ta? Bạn nào mới vô ha? Bạn nào mới vô phải cho hay nha các bạn nha. Rồi, trên cái group này nè các bạn phải follow cái group này giùm cái nha, phải follow. Các bạn không follow là các bạn lạc hậu ha, mất tương tác. Mất tương tác là các bạn sẽ không có được view cao. Rồi, follow cái group này thì trong cái group này mới vừa mới lại thôi ha, cách đây 2 giờ thôi, cái lớp 19 thôi nha. Tôi có share một cái đường link để các bạn tham khảo. Đây là đường link kế hoạch thực hiện assessment full. Chú ý nè, tất cả mọi người đều chú ý nha. Thì mình click vô đường link đó đi các bạn. Các bạn thấy gì không? Alo, thấy gì không? Click vô thử coi. Ok, gặt vừa vừa thôi, gãy cổ. Mẫn ơi, Mẫn à. Rồi, khi mình click vô đây á, thì đây là một cái slide mẫu nha. Mình trình bày cái kế hoạch mình sẽ thực hiện thiết kế hình ảnh với Photoshop trong một cái chiến dịch quảng cáo nào đó, PA nào đó online ha. Rồi, thứ nhất là các bạn phải cho tôi biết là thành viên của nhóm mình ha, và nhóm mình tên gì và có bao nhiêu thành viên. Các bạn thay hình vô đây, thay hình vô đây ha, bao nhiêu thành viên thì để hình thành viên vô. Rồi, cái nhóm mình sẽ thực hiện cái gì ha, chương trình quảng cáo online ha, về sản phẩm, về dịch vụ, về cái gì đó riêng cụ thể ra các bạn. Ví dụ như là về sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam, thương hiệu X-Men. Ví dụ như vậy, Mẫn nó sẽ làm cái điều đó. Ví dụ ha, rồi. Các hạng mục thiết kế mình sẽ thực hiện như sau. Ở đây có 4 loại ha, 4 loại thiết kế xa đồ họa để dành cho cái việc quảng cáo. Thứ nhất là các bạn chắc chắn các bạn phải thiết kế cái landing page. Nha. Chắc chắn phải làm landing page. Thì cái này là một cái sản phẩm trang web một trang từ trên xuống dưới. Nó có kích thước là tùy theo cái máy của mình, nó thể là 1280, 1366 hoặc là 1920, có là kích thước ngang của trang web nha. Rồi nó chạy dài xuống. Nó bao nhiêu phần là nó tự cộng vô, ví dụ như một phần của mình là 800 pixel, 6 phần là 480, tức là nó khoảng 6-7 ngàn pixel chiều cao nha. Và với cái sản phẩm landing page này nè, các bạn có thể tham khảo một số loại trang web mà nó thuộc về ngành hàng của mình. Ví dụ mình quảng cáo về sản phẩm dầu gội thì mình tìm những cái sản phẩm dầu gội nó có cấu trúc landing page như thế nào ha. Thứ nhất là các bạn có thể search trên cái trang này, ladybay.vn. Nhớ ha. Rồi bắt đầu sử dụng. Bắt đầu click vô cái phần là tem, giao diện mẫu. Đó. Đó. Ví dụ như mình muốn làm về thực phẩm đồ uống thì mình click vô thực phẩm đồ uống ha. Mình làm về rượu, về trà, về bất kể sản phẩm nào thì mình tham khảo trước một cái landing page. Mình click vô. Các bạn chú ý nè. Landing page là nó phải gồm những cái phần như thế này. Mỗi phần trong một trang web ta gọi là section ha. Ví dụ như nguyên cái banner lớn đây nè, người ta gọi là section nè. Thì mình làm cái gì ở đây? Thứ nhất là mình phải thiết kế hình background. Làm sao mà mình để chữ lên cho nó đẹp, cho nó đều, cho nó ngay, nó cân. Đó là cái việc của mình ha. Còn đây là mình tham khảo bố cục thôi các bạn. Nha, cái này là một session. Cái này là một session các bạn. Nha. Cái này là một session. Cái này là một session là mấy rồi? 4. Cái này là một session 5. Cái này là một session 6. Những session có thể là không bằng nhau. Cái này là một session là 7. Đó, 7 session. Thì 7 session này nhân lên nó khoảng là 4-5 ngàn, 6 ngàn pixel theo chiều đứng ha. Còn chiều ngang các bạn cứ thiết kế full màn hình, rồi chừa trống bên trái, chừa trống bên phải, mình căng chỉnh ngay chính giữa là ok. Cái này làm như thế nào bữa sau tôi sẽ hướng dẫn nha. Tức là mình thiết kế bằng cái file Photoshop như thế nào, tôi sẽ hướng dẫn cái cách mình thiết kế Photoshop. Hiện nay ngay lúc này khi mình lên kế hoạch, các bạn chỉ cần chụp màn hình thôi là được. Chụp màn hình nguyên cái trang web này nè nha.
mình sử dụng một cái tool hỗ trợ để mình chụp OneSynchron gì đó, bữa hổm quên mất tiêu cái trong chương trình đó rồi, tôi nhớ hôm tôi cài rồi vì nó mất tiêu rồi. Chụp chụp hình trang web à ha, Autoron chụp à, capture sao này nó chụp không được ta, nó chụp không được ta, nó làm frame cho nên chụp không được cái gì á, nó chụp chỉ có phần ở trên không thôi. Các bạn tìm cách chụp thử đi, sao cái này nó chụp không được nè. À cái này nó chỉ chụp cái khúc này thôi, khúc này nó không hiểu. Tải lại khung, xem nguồn khung, xem nguồn khung. Thôi mình zoom nhỏ nhỏ lên đi, mình zoom nhỏ lại mình chụp. Đấy, mình zoom nhỏ lên gì các bạn ha, control lăn chuột giữa. Đấy, mình chụp nguyên khúc này đó, shift window shift s hả, được không, được không Mẫn? Window shift s đâu được rồi, sao lăn tàu lao vẽ thì vẽ một cái khung á. Rồi sao nó chạy xuống được? Sao nó chạy xuống được? Hay là ông Dương Tông biết xài nha. Các bạn zoom nhỏ lại, zoom nhỏ lại. Rồi vẽ chụp nguyên này. Đó, là được landing page. Nhớ không? Tức là các bạn chỉ cần hình dung được là cái landing page là cái gì là được rồi. Rồi nó trình bày nội dung gì cho nó là được rồi. Nhớ, nhưng mà mình phải nhớ là mình phải search những cái trang nào mà nó cùng với cái sản phẩm của mình, cùng với dịch vụ của mình nha. Cái đó là một cách. Rồi cách thứ hai là các bạn có thể search trực tiếp trên cái trang là pinterest.com. cái phần này cũng có chia sẻ trên cái group của mình rồi nè. Đó, thì ví dụ như mình muốn landing page về cái gì thì mình cứ search. Đó, landing page design chẳng hạn, tôi muốn tìm một số cái trang landing page về design, bắt đầu nó có nè. Đó, thấy không, mình thích làm cái dạng nào, giống giống dạng nào thì mình cứ sell lại thôi, lết vô tôi thích làm này đó, cho nó lạ, cho nó khùng vậy đó, rồi bấm chuột phải vô xe về là thôi là xong. Nhớ nha, mình làm mình kiếm ở trên đây cho nó nhanh, rồi chừng nữa mình cứ lấy Photoshop mà mình bố cục cho nó giống giống vậy là ok. Ví dụ như vậy, ví dụ như tôi làm về mật ong nè. Đó, quá ít, landing page này nhỏ quá. Landing page về sản phẩm cosmetic ấy khá nhiều các bạn ha. Đó, đó. Nói gì? Vậy?
Rồi các bạn hình dung không? Tức là mình phải hình dung được cái landing page của mình là cái gì. Rồi sau đó mình sẽ chụp màn hình để mình minh họa ha. Rồi cái hạng mục thứ hai mình thiết kế đó là thiết kế những cái banner và mình đặt để trên những cái trang web mà có nhiều lượt theo dõi, có nhiều lượt người xem thịnh hành hiện nay, và tùy theo cái đối tượng sản phẩm mà mình muốn phục vụ á thì mình chọn những cái trang web cho nó hợp lý tí xíu. Rồi cái thứ ba là mình làm về Facebook, cái thứ tư là làm về app, hình dung không? Rồi bây giờ mình coi thử nè, ví dụ landing page chụp một màn hình dài dài mình để đây, và mình bên đây là mình giải thích landing page này kích thước bao nhiêu ha, có bao nhiêu session, ví dụ một session, hai session, ba session thì mình để kích thước bao nhiêu cái session, bao nhiêu session, ví dụ như vậy. Và mình cũng có thể là chú thích cụ thể luôn, session đầu tiên là mình để làm cái gì, session thứ hai làm cái gì, session thứ ba làm cái gì, session thứ tư làm cái gì nha. Rồi ví dụ như cái banner mà mình quảng cáo ở trang web nào thì mình cũng phải mockup y chang như thế này ha, mình vẽ một cái khung rồi mình để kích thước của banner vô đó nha. Ví dụ như ở đây đặt trên Jin, ở đây đặt trên cái 14 kênh 14.vn 250 nhân 770 pixel, ví dụ như vậy ha. Rồi khi mà Facebook ha, làm Facebook thì ví dụ như làm Facebook thì mình sẽ làm cái ảnh bìa, mình làm avatar, rồi mình làm cái hình của bài viết. Rồi cái hình bài viết mình có thể làm một hình, có thể làm hai hình, ba hình, bốn hình tùy, và nên làm một hình thôi các bạn nha. Và mình móc cúp một cái hình bài viết đó vô đây, và mình cho biết là cái bài viết này, cái hình này nó kích thước bao nhiêu để vô, nhớ không? Rồi và cuối cùng là nếu nhóm nào làm app thì các bạn tham khảo cái app này nha. Rồi đây là đầy đủ. Rồi, có ai đặt câu hỏi gì về phần assessment nữa không? Có hỏi gì nữa không? Giới hạn trong 4 hạng mục này thôi, không cần làm nhiều, mệt lắm. Tùy theo số lượng người mà mình thực hiện. Cái này là bài assessment chứ không phải là thi nha. Bài assessment 3-4 chủ đề này mình làm một chủ, 3-4 cái hạng mục thiết kế này mình làm một chủ đề thôi. Thầy cho em hỏi một câu cho nó rõ ràng là cái này mình làm trên cái bản kế hoạch này, mình làm trên Word hay là PowerPoint thầy? Làm gì cũng được chứ. Cũng được. Tại sao không làm Canva cho nó đẹp? À dạ vâng. Thầy em cảm ơn thầy ạ. Ừ nha, cả nhóm ngồi lại làm, nhóm một người, nhóm hai người, nhóm ba người, nhóm bốn người, ví dụ như ở đây tôi có ghi nè, nhóm một người tới hai người thực hiện yêu cầu một, yêu cầu hai thôi nha. Khi nào nhóm ba người, bốn người thì mình sẽ làm ở yêu cầu ba, yêu cầu bốn. Ok Lan. Nhóm năm người sao vậy? Không có làm nhóm năm người. Nhóm 5 người là làm luôn, làm giống như lớn 4 người em. Trời đất ơi, chứ mà nhóm 5 người bỏ đứa ở không. Hiền dễ sợ vậy. Cái này nó cái này thực hiện khá là lâu nè các bạn. Cái app này cực lắm nè. Thứ nhất là mình phải tìm hiểu một cái app nào nó tương tự. Cái thứ hai là mình phải thiết kế từng màn hình, từng màn hình, từng màn hình, từng màn hình. Nha, và nó nhiều lắm. Ví dụ như một cái chức năng nào đó mình làm khoảng 5, 7, 10 cái màn hình lận. Đấy, cho nên khoảng 2-3 đứa làm cái app. Và cái app tôi cho coi mẫu đó là chỉ có 2 bạn làm thôi đó. Đó, ví dụ như nó phân ra
một bạn thì làm hai chức năng, một bạn làm hai chức năng, hai bạn làm bốn chức năng, là trong đây nó có bốn chức năng. Và một chức năng nào đó thì mình làm hết. Mình làm hết các giao diện. Hình dung không? Đó. Còn mấy này là mấy cái banner lẻ tẻ thôi. Mấy hình ảnh lẻ tẻ thôi ha. Đó. Ví dụ như một người làm landing page. Một người làm hết mấy cái loại banner này. Đó. Rồi hai người làm cái app là bốn người đủ. Bốn người để anh chị các bạn, để mình làm một cái chủ đề cho nó dễ nhìn, nó hoành tráng nha. Chứ bây giờ mình làm cá nhân cũng được nữa. Cá nhân mình làm mình nên cái landing page thôi là ok là xong. Nhưng mà không có được đánh giá cao bởi vì mình không có tinh thần teamwork. Mình không có đa dạng sản phẩm. Hình dung không? Rồi nếu một người mà mình làm được hai cái thì ừ, được cái điểm cộng thêm. Mình làm ba cái ừ thì được điểm cộng 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 thêm. Đấy, ví dụ như vậy. Cho nên tùy ha. Tùy các bạn. Các bạn làm một cũng được, làm hai cũng được, ba, bốn cũng được, năm cũng được. Không sao cả. Và kế hoạch này mình sẽ nộp vào thứ hai nha. Thứ hai sau khi các bạn show, sửa xong là các bạn nộp. Thì với cái file kế hoạch này thì các bạn chỉ có 50% số điểm assessment giai đoạn 1 thôi. Còn 50% điểm assessment giai đoạn 1 là thứ tư sẽ cho các bạn làm một bài test nhỏ, thực hiện trong vòng 60 phút. 60 phút làm được cái gì nộp đó. Để tôi theo dõi coi trong quá trình học vừa rồi, 2 tuần hơn, mình làm được cái gì. Nha. Không có lý do nào mà không nộp cả ở bữa thứ tư ha. Trừ khi những bạn nào bữa đó kẹt cái gì đó vắng quá là thôi, cái đó tính sao. Chịu thua thôi ha. Hình dung không ạ? Thầy ơi. Ơi. Cái kế hoạch đó thì mình làm demo hay là mình làm chi tiết nó? Làm demo thôi em, chưa có bắt tay vô làm gì hết trơn em. Một ngày sau bắt các bạn làm hết tất cả mọi chuyện. Để thầy thử xem cái demo này của em có được chưa thầy? Ừ. Xe thử em. Cậu quan nghênh bạn Trần Minh Kha. Cái mặt của em đâu Kha? Điện thoại em hết pin rồi thầy ạ. Em show cái mặt cho tôi coi coi. Không, demo phải cụ thể em. Thì em vừa em thấy ghét vậy, em demo vậy ai em dùng được cái gì em? Thì gắn hình vô đây, gắn hình vô đây. Gắn hình. Không, em phải làm cụ thể nha. À... Rồi, từ từ coi, làm lại từ đầu cho tôi coi coi. Đây. Trời, cái gì làm hoành tráng gì tùm lum la vậy? Lum la phải. Này đâu, gắn cái link học đây. Đâu, thiếu mấy cái slide đầu nha. Phải có môn học, phải có đầy đủ từ những thứ khác rồi mới tới cái chiến dịch của mình. Chiến dịch của mình là gì? Không có tên chiến dịch luôn. À, ủa chứ em nghĩ là tên những hàng rồi thầy. Sao nó đơn điệu, nó suy nghĩ đơn điệu với người ta. Mình phải biết là ừ, mình làm cái này cho cái dự án môn nào. Rồi chiến dịch mình thực hiện là gì? Ừ, chương trình quảng cáo cho nhãn hàng. Tên là XXX. Sản phẩm mới đầu tiên là cái gì? Phải cụ thể ra em rồi bắt đầu mới tới mấy cái này em. Tự nhiên em nói chuyện em sắn ngang vậy hả? Ví dụ khi mình báo cáo mình sẽ ngang gì được không? Vậy là nha. Cái đầu tiên này là phải là cái chiến dịch đúng không? Làm cái gì phải có cái trình tự đầu đuôi. Thiếu hai cái slide. Một slide là nói về cái môn này. Cái slide thứ hai là tên chiến dịch. Chiến dịch quảng cáo á. Đúng rồi. Đó. Tên logo trường rồi... Tên môn, rồi ai thực hiện, giảng viên hướng dẫn là ai. À, là cái giới thiệu đúng không này, cái giới thiệu. Em hiểu. Đúng rồi, là cái slide đầu. Cái slide tiếp theo là cái chiến dịch quảng cáo của mình là cái gì. Đó. Rồi tên thương hiệu, tên sản phẩm. Rồi bắt đầu mình thực hiện. Đó, như vậy nó mới ok nha. Làm cái gì cũng phải trình tự giùm các em. Từ từ em, từ từ em. Đi ngược lại tí xíu các em, tôi chưa hiểu nè, tôi hỏi lại nè. Rồi, à, tên nhãn hàng, sản phẩm, banner quảng cáo, landing page, banner quảng cáo, tức là em làm hai cái bộ thiết kế đúng không?
Dạ đúng rồi. Tên in bay với quảng cáo đúng không? Dạ. Rồi ok, tiếp đi em. Để như nhà sáng lập chi vậy em? Thì có mình em làm thì em để tên em. Sao gọi là nhà sáng lập trời? Ủa sao đâu gọi là nhà sáng lập em? Em nó ngầu vậy. Ngầu con khỉ. Làm như sáng lập công ty với người nhà sáng lập. Rồi chương trình quảng cáo. Sao nó đâu rồi chương trình quảng cáo đây? Cái này vẫn chưa biết điền gì vô đây nè. Chương trình khuyến mãi. Quảng cáo. Thì cái này là cái tên chiến dịch ở trên á. Tên chiến dịch ở trên em để đó. À, là còn cái slide số 6 là slide số 5 mà còn gì nữa. Bởi vì em không biết gì để đúng rồi. À, là để cái slide số 6 là slide số 5. Slide số 5 là slide số 6 đó em ơi. À là trên đây trước hả thầy? Không, hai cái đó là một mà. À ok ok. Để bỏ cái này đi đúng thầy? Bỏ cái đây đi. Nên người ta nhìn này người ta hiểu rồi. Tức là em sẽ làm một cái landing page và một cái banner quảng cáo. Đúng không? Rồi. Rồi. Tiếp. Landing page. Landing page đâu? Cái này em thiết kế sau, dục vô sau landing page đỡ thì... Biết rồi, nhưng mà landing page nói về gì vậy? À, thì cái này vẫn đang... Tức là em phải chụp cái hình mà landing page cho nó đúng như cái landing page của em sắp làm. Ví dụ em làm về sản phẩm thì cái landing page đó nó phải là sản phẩm. Rồi rồi em hiểu rồi. Cái này em để đỡ thôi ạ. Cái này em để đỡ thôi. À, đừng để đỡ nha, để đỡ là bị trừ điểm nha. Chừng nữa nộp mà nộp đỡ là trừ điểm nha. Ok thầy. Còn cái này bữa nay góp ý thôi. Dạ. Rồi ok tiếp em. Rồi banner quảng cáo đúng ha. Rồi tiếp. Ok quảng cáo banner đúng luôn nha. Rồi tiếp. Này cảm ơn thầy. Hết rồi hả? Có hai banner quảng cáo rồi hả? Thêm đó thầy. Một cái đứng ngang thì tôi hỏi thì tôi hỏi mà. Cái đứng cái ngang thì không có tiền quảng cáo nhiều rồi. Cái này là cảm ơn thầy. Social media nữa, nó làm cái mình nên nó à kệ đó. Xong rồi đúng thầy. Là... Hả? Vậy là xong đúng thầy. Ừ là mình nên làm gì được em? Một landing page với hai ba cái banner vậy được rồi. Dạ ok thầy. Ừ. Rồi hiểu nha. Có một đứa là Minh Họa này hiểu nha. Trần Minh Khoa, Trần Minh Kha. À, em sẽ có em cho thầy xem luôn thầy. Trần Minh Kha. Bạn nào mới nói gì ạ? À? Em share cái của em cho thầy xem được góp ý kiến. Ok, share thử đi em. Em share làm gương đi. Trên này nó đẹp, nó nhiều template đẹp lắm, nó lựa cái template mà xấu giả mang gì trời. Mẫn. Có nhiều template đẹp lắm, sao lựa template xấu gì vậy? Landing page, app, banner, Facebook đẹp nè. Cái chữ thèo đẹp trai là thấy đẹp rồi đó. Thiết kế landing page copy rồi ok. Đó. Tiếp đi. Rồi thiết kế banner đứng ok ổn đó. Thiết kế app thì mình phải lấy app cà phê chứ tự nhiên app du lịch gì vậy trời. Tự nhiên để app du lịch vô gì vậy ông. Rồi thiết kế app rèn luyện và tăng cường sức khỏe. Ủa sao kìa vậy, sao liên quan. Ủa nó phải app về cà phê em. Uống cà phê xong rồi để đi tập thể dục đó thầy. Bà nội cha mày. Ừ ví dụ như mình có một cái mục nhỏ ở trong cái app đó thì ok nha. Mình phải thí dụ như mình phải giới thiệu về cà phê, mình phải có sản phẩm về cà phê, rồi mình có thêm tin tức về cà phê, rồi ok có một ứng dụng là chạy xe đạp. Lấy ví dụ như vậy, rèn luyện sức khỏe. Bữa nay âm thanh nghe lớn gì ta? Bữa nay thầy đầu tư quá thầy.
thiết kế quảng cáo Facebook, quay lại Facebook đây. Rồi có một bài quảng cáo rồi, ok. Không có phân bay ha, có landing page mà không có phân bay ha. Quảng cáo thì nó phải có hai cái luôn em, một cái phân bay với một cái landing page. Cho nên sẵn đây thì mình làm cái luôn cái phân bay luôn, tức là hình đại diện với hình avatar đó ha, với một cái bài viết này nó ok nè. Cuộc thi sức khỏe mà được, để móc cúp cà phê vô ha, hay. Rồi mấy cái hình này mới móc cúp, mới hình dung cái thước nhiêu không, để cái thước vậy, nhớ ha, nhớ đo cái thước đàng hoàng nha. Quan trọng là banner, quan trọng là cái thước. Rồi ok, ổn rồi đó, chỉnh sơ sơ lại là ngon rồi đó, 10 điểm đó, 10 điểm assignment giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là không được, 1 điểm. Wow. Chúc mừng các bạn. Cái gì? Cái gì? Có câu hỏi hỏi hoài luôn. Cái thằng nào hỏi gì? Rồi làm gì già là không được chứ. Gừng càng già càng cay. Đố nữa nào mà thiết kế lại tôi. Nó hỏi trên 30 tuổi là hết thiết kế được rồi hả? Thánh thần của loài trời. Rồi lúc đó ăn ở không hả? Đang theo dõi talk show về thiết kế. Assignment giai đoạn 1 nè. Nhóm của nãy giờ ai với ai báo cáo vậy ta? Kha với Mẫn đúng không? Ghi điểm cộng vô để bữa sau chấm điểm, điểm cộng. Mẫn nè, nhớ mình ai với ai vậy Mẫn? Dạ Hiền, Quý, Trọng thôi. Từ từ, tôi cũng phải tìm tên chứ. Hiền Quý, Trọng. Quý nè, Trọng nè. Ủa sao bốn đứa nằm sát bên vậy? Thì chung một nhóm á thầy. Em tính hết rồi hả? Rồi ok. Các bạn được cộng điểm nha, tại vì mình báo cáo assignment sớm để mình được sửa, để bữa sau mình chỉnh chu hơn. Và nếu mà các bạn chỉnh chu là tôi cho 10 điểm thiệt chứ không phải giả đâu nha. Tại vì thái độ, điểm thái độ chứ. Tại vì cái này nó chưa có liên quan gì tới thiết kế cả, nó chỉ là lên kế hoạch thôi, và mình làm đúng tiến trình là ok, mình đạt yêu cầu. Đấy. Bạn Kha cũng ok nữa nè ha. Sửa lại cho nó chỉnh chu nghe Kha. Dạ. Là các bạn được cộng điểm đó. Là các bạn có khả năng là 10 điểm đó. Còn những bạn kia là có khả năng là 8 điểm thôi. Đó, những bạn mà giấu mặt giấu mày nè, những tài năng nằm trong lá ủ nè. Đó. Là các bạn bị trừ điểm hết. Rồi ok các bạn nha. Rồi bây giờ mình download cái bài lớp 3 về đi các bạn, tôi giải thích sơn cái các bạn và làm demo bài đầu tiên các bạn ơi. Nha. Tức là bữa nay với bữa thứ hai là mình phải hoàn thiện bài lớp 3. Đó. Rồi bữa thứ tư đầu giờ là mình làm một bài test nhỏ 1 giờ thôi, 60 phút thôi, để mình lấy thêm 50% số điểm assignment giai đoạn 1. Nghĩa là điểm assignment 1 mà kế hoạch mình 10 điểm, điểm kia mình làm có 5 điểm thôi, thì hai cái cộng lại là 15 chia 2 là 7.5. Ví dụ như vậy. Còn ví dụ mình làm cái bài test đó đạt yêu cầu vẫn 10 điểm thì hai cái cộng lại chia 2 vẫn là 10. Nhớ ha. Và mấy cái điểm đó tôi công bố hết, cho nên các bạn phải tham gia đầy đủ. Rồi cái bài test đó các bạn không làm thì các bạn không điểm ha. Thank you.
Vậy là lớp mình ổn hết nha. Bây giờ chỉ cần confirm lại cho nó chính xác thôi đúng không? Con đường em về bằng chưa. Rồi các bạn theo dõi nha, để mình có cái để mình làm cuối tuần nha. Ngoài cái kế hoạch assessment thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái bài lab 3. Thì bài lab 3 của mình nó có nội dung là 4 cái nội dung nhỏ nha. Thì tùy theo cái yêu cầu mà mình thực hiện nó ít hay nhiều, nhanh hay chậm thôi. Thì cái yêu cầu đầu tiên là nó về công cụ Ben. Thì công cụ Ben thì mình đã quá quen thuộc rồi nha. Thì bây giờ mình chỉ cần là confirm lại, học lại, vẽ lại và cho nó thuần thục hơn thôi ha. Đâu đó cái bài trước mình đã có làm Ben thông qua cái bài bông hồng á, cho các bạn làm quen cái Ben trước. Thì lúc đó thì mình chưa có học kỹ về Ben, thì bây giờ mình sẽ học kỹ về Ben. Thì ở đây nó có hai bài, trong bài số 1 này nó có hai bài. Cái file đầu tiên là cái file để luyện Ben nha. Thì ở đây thì các bạn có cái hai điểm màu đỏ và màu xanh. Màu đỏ là để dành mình luyện Ben khi mình lít chuột để tạo đường dẫn hoặc là tạo đường cong nha. Còn ví dụ như cái đường xanh này nè là cái đường tiếp tuyến, cái điểm xanh là điểm đầu hoặc là điểm cuối của một cái tiếp tuyến nào đó. Muốn tạo đường cong như thế này nè thì nó phải có thanh tiếp tuyến thì mới có tạo đường cong được nha. Muốn tạo đường cong này nè phải có thanh tiếp tuyến mới tạo đường cong được, nhớ ha. Thì cái xanh xanh này gọi là tiếp tuyến. Thì khi mình dùng Ben mình vẽ lại, mình đồ lại cái chữ này đồ như thế nào thì một lát tôi sẽ hướng dẫn và tôi giải thích kỹ từng chỗ một, từng chỗ một nha, để mình luyện Ben cho nó kỹ, để mình vẽ cho nó mướt cái gì hết trơn á. Rồi sau khi luyện Ben xong, thì bây giờ mình làm một cái ví dụ cụ thể. Ví dụ như cái hình này, mình có một cái hình nền này, mình có một cái hình lướt sóng này, và mình sẽ tạo ra một cái sản phẩm thiết kế hình ảnh này đó. Mình ghép cái hình đó lên cái điện thoại này ha. Rồi ngoài cái việc luyện Ben để cắt cái người ra đó, thì mình còn có những cái kỹ thuật mình đã học, ví dụ mask layer, để mình sẽ đặt cái hình này trên cái mặt điện thoại này nha. Có hình dung không? Rồi bài số 1, quan tâm bài số 1 trước ha. Bài 2, bài 3 về tự nghiên cứu. Rồi bây giờ tiếp theo nè, theo dõi cách vẽ Ben nè ha. Cách tạo đường dẫn, cách tạo đường cong, cách tạo đường thẳng nó như thế nào. Mọi người ngủ hết rồi sao ta? Theo dõi cái này nữa đi, mình nghỉ các bạn. Em đang coi. Tại tôi thấy mọi người im quá, im nha. Con cũng đang coi. Ok, cảm ơn. Coi hay không coi tùy. Rồi bây giờ muốn vẽ thì phóng to nó lên, vẽ cho nó chính xác. Rồi chọn đúng công cụ Ben ha. Công cụ Ben Tool ha. Rồi mấy cái điểm đỏ mới nãy tôi nói là điểm neo để bắt đầu mình vẽ. Thì khi mình vẽ Ben thì mình nên bắt đầu những cái chỗ mà nó vẽ đơn giản, dễ. Vẽ đơn giản, vẽ dễ là vẽ những cái đường thẳng nha. Thì tôi có thể bắt đầu từ đây. Rồi đường thẳng ngang hoặc là đường thẳng dọc thì các bạn nhấn Shift các bạn vẽ nha. Nhấn Shift để vẽ. Các bạn chỉ cần lít lít thôi. Rồi tiếp theo, bắt đầu nè, để tạo một cái đường cong nè các bạn. Các bạn lít giữ chuột trái ở đây nè. Rồi các bạn kéo đường thanh tiếp tuyến ra như vậy nè. Để thanh tiếp tuyến đừng có xoay vòng vòng như vậy nè. Thì các bạn nhấn Shift nè để cho nó thẳng nè. Rồi các bạn thấy cái đầu tiếp tuyến bên trái nó khớp vô cái điểm màu xanh, các bạn dừng lại. Rồi lúc này mình buông chuột trái ra,
buông phím shift ra. Rồi tiếp theo mình lít chuột trái ở trên điểm tiếp theo để mình tạo đường cong. Rồi mình rê chuột qua bên trái, nhấn shift để đường tiếp tuyến này nó thẳng. Các bạn kéo thì cái điểm tiếp tuyến bên phải nó khớp vô cái điểm màu xanh là ok. Rồi bây giờ để tiếp tục vẽ, để tiếp tục vẽ thì các bạn phải quan sát. Nếu mà cái điểm của thanh tiếp tuyến nó vượt cái điểm tiếp theo thì các bạn nhấn ALT, giữ ALT, các bạn lít vô cái điểm đó, nhấn shift để kéo về đây. Ha. Rồi mình lít tiếp tục cái điểm tiếp theo. Rồi lít tiếp theo. Thế là mình được một cái đường bát. Để vẽ được đường bát như thế này, khi mình chọn bend đó các bạn phải chú ý cái phần option ở phía trên. Đây, mình phải chọn vô cái bát ha, thì khi mình vẽ nó mới có cái bát như thế. Nhớ ha, nếu mình lỡ mình vẽ mà nó thấy nó kỳ kỳ á thì mình phải lên đây mình coi lại coi có phải là chọn bát chưa. Hình dung không? Rồi, có được một bát rồi, bây giờ mình vẽ thêm một cái bát phía sau. À, phía trong. Mình cũng lít như thế. Rồi, mình lít. Mình lít ha. Rồi, lít giữ chuột kéo ra. Đó. Lít ra, lít cho nó ngay ha. Bóng to lít cho nó ngay. Rồi, cái này là bắt đầu đường cong nè. Thì mình phải lít giữ chuột và kéo thanh tiếp tuyến. Đó. Ha. Lít cho đây. Nhấn shift để đường tiếp tuyến nó thẳng ha. Mình không nhấn shift nó quay quay gì nè. Đó. Ok, để vẽ tiếp tục thì mình phải kéo cái đầu thanh tiếp tuyến về, đừng cho nó đụng ở cái điểm tiếp theo, rồi sau đó mình mới vào vẽ tiếp. Rồi, mình đã có hai cái đường bát rồi, thì mình Ctrl Enter, lúc đó mình muốn làm gì đó mình làm, nha. Thì tôi có thể là tôi tô màu, new layer mới, chọn màu, tô đại vô, nha. Tôi đang tô màu Radiant. Nha, ra đình với tô rồi ha. Rồi xong một cái. Mình Ctrl D để mình bỏ vùng chọn. Bắt đầu hình tiếp theo. Cái chữ S. Tương tự như thế. Mình cũng bắt đầu từ một điểm cơ bản, đơn giản, dễ vẽ. Tôi bắt đầu từ đây. Lít lên đây. Rồi. Bây giờ nè. Bắt đầu một đường cong nè. Thì mình phải có thanh tiếp tuyến màu xanh này nè. Mà bây giờ mình chưa có nè. Thì bắt đầu mình nhấn giữ cái phím ALT ha, kéo nó ra đặt ở đây. Rồi điểm tiếp theo mình xuống đây, mình kéo xuống đây. Đó. Ok, rồi mình xuống đây, mình lít xuống đây, mình kéo xuống đây. Đó. Rồi bây giờ cái này nó hơi lệch tí xíu nè. ALT kéo thành tiếp tuyến đi. Hình dung không? Rồi lít vô đây. Kéo đây. Rồi. Chỉnh cái thanh tiếp tuyến này nhỏ lại. Rồi. Bây giờ cái hướng mình đang vẽ nè. Nó đi lên đây nè. Thì bây giờ mình phải di chuyển cái thanh tiếp tuyến nó ngược lại. Để đi theo hướng này. Mình lít qua đây. Đó. Ok ha. Rồi bây giờ bắt đầu vẽ một đường cong mới nè. Mình nhấn ALT. Kéo nó ra đây. Rồi lít vô đây. Nha. Lít vô đây. Lít ngược vô đây. Đó. Chỗ này nó hơi khó tí xíu nè. Đó. Kéo như vậy. Rồi. Để edit lại đường cong này nó khớp vô đây á. Thì các bạn chọn cái công cụ mũi tên màu trắng ha, để mình lít vô cái điểm để nó xuất hiện đường tiếp tuyến ALT để tương tác với đường tiếp tuyến, kéo nó lại ha, kéo nó lại. Ok nha, Ctrl Enter, tiếp tục new layer, tiếp tục tô đã. Cần trên D.
Rồi. Hình này cũng vậy. Vẽ. Ship. Bắt đầu đường cong mới. Lít chuột trái kéo, nhấn ship để đường tiếp tiến nó thẳng. Đụng tới màu xanh, nghỉ. Xuống đây. Nếu nó không cong thì bắt đầu mình kéo cong nhẹ cái, nhấn ship để cho nó thẳng. Nói chung là nhấn ship cho thẳng nha. Đó, nhấn ship để cho thẳng. Rồi, cái điểm này nó vượt cái điểm tiếp theo, kéo nó ngược lại. Nhấn giữ Alt kéo ngược lại. Rồi, tiếp tục vẽ cái bát thứ hai. Tương tự như vậy. Rồi, cái này nó vượt cái điểm tiếp theo. Alt giữ, kéo ngược lại. Rồi, có hai đường bát rồi. Control Enter để tạo vùng chọn. New layer mới. Mình cũng tô màu vô. Thì cái bài này chủ yếu là mình tập vẽ pen và cái cách mình sử dụng phím Alt, cái cách mình sử dụng phím Shift nha, cái cách mình điều chỉnh cái thanh tiếp tuyến để mình tạo đường cong cho nó mượt. Rồi mình vẽ riết nó quen các bạn nha. Rồi các bạn share cho tôi cái hình này, một cái file BSD và một file BNG nha. Các bạn tắt cái background, các bạn share lại. Ok chưa? Được không? Này tự làm thử ha, là không được bữa sau mình tính ha. Những bài sau là không được tự bữa sau tính ha. Bây giờ mình cứ tập vẽ cái pen trước các bạn nha. Tập vẽ cái pen trước. Ok. 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 Chúc em ngủ ngon nghe Trọng. Chúc các bạn ngủ ngon. Em cũng ngủ đâu thầy. Ừ, đang coi thầy nãy giờ thầy cứ kêu đi ngủ. Rồi các bạn còn thắc mắc gì nữa mà về assignment, về lab, về cái gì gì đó ha, thì cố gắng làm ha. Bài lab 3 cố gắng làm. Lab 3 còn một bài mấy bài này dễ mà. Bài số 2 nè, các bạn coi bài số 2 khá ngắn và khá dễ nè. Ví dụ như mình có cái kính lúp, mình có một cái hình hộp, mình gắn kính lúp nó vô cái hình hộp, mình tạo một hiệu ứng mờ ở phía ngoài, ở phía trong này mình làm rõ và mình cho nó lệch so với phía ngoài tí xíu ha, tại vì nó là kính lúp mà ha, cho nó rõ và nó phóng to lên tí xíu. Và lúc này mình làm cái gì? Mask layer là xong này các bạn ha. Cái bài này chỉ là mask layer thôi. Rồi khi mình luyện pen nó ok rồi đó, nó xịn rồi đó, thì bắt đầu mình luyện pen tiếp ha. Với cái nem cạc này nè, mình luyện pen tiếp. Các bạn vẽ giống hệt như vậy nha. Tại mình luyện á, mình luyện vẽ khi nào mà nó cong, khi nào nó mềm ha, khi nào nó nhọn, khi nào nó bầu, phải luyện vẽ y chang như vậy nha các bạn nha. Luyện vẽ nha, không có mượn bài nha. Rồi luyện vẽ tức là mình vẽ y chang như vậy, rồi mình vẽ logo y chang như vậy luôn ha. Các bạn chỉ cần để cái tên khác vô thôi, các bạn chỉ cần để cái tên khác thôi là ok ha. Để cái tên khác vô, để thông tin khác vô. Nhưng mà các bạn cũng phải canh phong chữ nó bị lớn đó. 10BT là 10BT, 8BT là 8BT, 6BT là 6BT. Nhỏ xíu như vậy đó. Rồi các bạn sợ cho tôi một số cái hình icon, các bạn để vô. Cũng y chang như vậy luôn nè. Phải làm giống hệt như vậy nè. Để mình trải nghiệm các bạn. Mình làm không được thì mình hỏi nha. Đừng có làm tầm bậy tầm bạ nha. Cái bố cục của người ta đã ok hết rồi. Mình làm tầm bậy vô nhìn thấy gớm liền á. Cho nên mình
ngoài việc học cái công cụ ra thì mình phải bắt chước trình bày bố cục cho nó ổn. Nhớ ha. Rồi sau khi làm cái này xong, các bạn có thể là làm thêm một cái nem cạc mà theo ý các bạn sẽ làm như thế nào. Tự do sáng tạo một cái nem cạc mới cho cái bài này ha. Rồi. Cái bài này là luyện cho nên mình làm cho nó giống. Luyện ben, luyện bố cục, làm cho nó giống ha. Rồi. Cái bài bảo vệ động vật ha, thì hình ảnh mình có nè. Hình ảnh mình có nè. Đó. Phong mình có nè. Ha, thì các bạn phải làm giống hệt như vậy. Làm giống hệt. Giống hệt luôn. Về vị trí hình, về hiệu ứng, về màu sắc, về chữ. Rồi các bạn để tên các bạn vô ngay chỗ này. Ha, logo. Thì cái này là cái bìa sách ha. Cái bìa sách làm giống hệt vậy luôn. Nhớ ha, tại vì trong lúc mình làm mình học rất là nhiều cái kỹ năng. Còn các bạn chưa làm được thì tôi sẽ hướng dẫn từ từ. Còn ý là cái bài này là mình phải làm giống như thế. Nha, tách bóc đối tượng nè. Đó, mask layer nè, stroke nè, viền nè, tách bóc đối tượng ra nè, tách khúc nào nè, tách làm sao cho nó đẹp nè. Hình dung không? Cho nên cái gì các bạn làm được các bạn có thể làm trước. Cái nào các bạn khó thì các bạn để đó để các bạn hỏi. Nha, để tôi hỗ trợ cho làm. Đó, ví dụ như hình này. Mấy cái ô này là mask layer nè. Rồi mình cắt thêm mấy cái hình khác mình chồng vô nè. Nè, chữ đặt để như thế này nè. Tạo hiệu ứng chữ giống gì luôn nè. Tại tôi cho phong sẵn nè, thì các bạn phải làm cho nó giống. Được chưa? Cái gì vậy Lâm? Mới giờ này đi ngủ Lâm. Mới giờ này ngủ gục Lâm. Con trai làm ba thức giọng quá con trai ơi. Giờ này ngủ nghe diễn biết nữa. Ê, cái ly giống nhau nè. Rồi đúng cha con luôn. Cái ly trắng giống nhau luôn mới ghê gì. Ok rồi, mình nghĩ được rồi các bạn ơi. Em chào thời. Nghĩ xong. Chào ba. Nó không lừa, nó luyến tiếc miếng nào chứ. Bye bye. Chào ba nha. Bye dạ, bye. Chào con à. Chúc con vui vẻ. Chúc ba đi ngủ ngon. Bye bye. Được rồi. Chúc con ngủ ngon. Nhậu ơi. À. Nhậu đi. Quán cũ nha, quán cũ nha. Rồi ra trước đặt bàn đi, ra trước đặt bàn đi. Ok ok, rồi đặt rồi con. Con cứ ra.